Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một cặp loa của hãng Mitsubishi Dynatone. Cặp này là G305D nha quý vị và các bạn. G305D. Để Việt zoom lại gần cho quý vị và các bạn xem nha. Mặt ở phía trước nè quý vị và các bạn. Chiếc bên đây à. Thì hàng của em Việt là không xì ba tút tát, tức là mình không có làm thùng á, xì ba thùng á, cho nên nó có chày đâu nha quý vị và các bạn đó. Ví dụ như điểm này đây, mình lấy nó sáng đó quý vị và các bạn đó. Nó phải như vậy nha. Rồi về e căng thì không có lủng ha. Rồi, để mình giật cái e căng ra chút xíu nữa mình sẽ đo kích thước và quay ở phía sau luôn cho quý vị và các bạn xem. Rồi nhìn từ xa thì như thế này quý vị và các bạn. Rồi để việc zoom lại gần cho quý vị xem nha. Rồi để mình tiến gần đến cái lo chép và lo bát. Đây bát này là bát 30 và màn màn giấy gân là ship nha quý vị và các bạn, tẩm dầu ở phía bên trong á, thì ở đây nó đã mục rồi quý vị. Cái gân này là gân mút, bên ngoài nó mục nè, còn gân bên trong là bình thường, cứ để vậy xài ha, không ảnh hưởng gì đến chất âm đâu quý vị và các bạn. À, cứ để nguyên vậy. Đây là lỗ chép nè, lỗ thùng hơi ở bên đây cũng vậy thôi quý vị và các bạn. Màn giấy đồ đẹp hết nha, màn giấy rồi tất cả đẹp, không cấn không gì hết quý vị và các bạn. Rồi để mình lấy nét từ xa cho quý vị xem lần nữa. Và đây cũng là một cái mẫu lo mà được các đài truyền hình ở bên Nhật á quý vị và các bạn, vào cái thời điểm đó người ta đặt để người ta dùng làm lo kiểm âm, nằm trong cái phòng thu của đài truyền hình Nhật quý vị và các bạn. Thì để em việc đo kích thước nha. Thì chiều sâu của con này là chiều sâu là 40, sâu là 44, sâu 44 ha, ngang là 65, sâu 44 ngang 65 và cao là 89 quý vị và các bạn. Kích thước rất là to ha, thùng gỗ lạng. Ở đây là ở bên hông quý vị và các bạn, thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết để quý vị và các bạn xem. Cái này thì bạn nào mua vỏ thùng mình bán vỏ thùng ha, mua củ lo bán củ lo, mua chép bán chép, mua phần tầng bán phần tầng nha. Đây quý vị và các bạn, ở đây để việc dùng cái lấy nét cho quý vị và các bạn xem chỗ này nó có chày nha. Đó. Đây, chày đây. Đó. Cái đó là do vận chuyển quý vị và các bạn, do vận chuyển nha. Đây là cái hồng bên đây quý vị và các bạn. Bên đây thì cũng khá là đẹp nha. Ok. Rồi ở phía sau. Phía sau thì cũng ok luôn quý vị và các bạn. Rồi giờ mời quý vị và các bạn xem thông số kỹ thuật của cái lo này. À, quý vị và các bạn thấy ở phía sau nè, là hãng họ đề là Dynatone 2S305D. Cái này là ở volume để tăng tiếng chép nè. Và trở kháng là 8 ohm, công suất là 20W. Đó, vì công suất chỉ cần 20W thôi đã đánh được cặp loa này rồi, tại vì nó là dòng kiểm âm, chất âm nó rất là hay và rất là dễ đánh. Và cặp loa này thì em Việt cam kết đúng như video mô tả như quý vị và các bạn, và loa zin hát tốt. Đó. Thì trên thị trường giá cặp này nó đâu đó rơi vào khoảng 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 triệu, thì tùy theo người bán nha quý vị và các bạn. Và cặp này em Việt đấu giá được khá là tốt, em Việt bán cái giá dưới 20 triệu cho quý vị và các bạn. Cặp này dưới 20 triệu nha, thì quý vị và các bạn cứ mạnh dạn liên hệ qua số điện thoại 0963 721 519, số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn, hoặc là quý vị và các bạn nhắn tin SMS thì em Việt sẽ trả lời. Và em Việt xin phép không báo giá trực tiếp trên video, bởi vì em Việt sợ những anh em khác người ta không có hài lòng, người ta nói mình bán phá giá thì cũng rất là kỳ quý vị và các bạn.
Thì lâu lâu mình đấu được giá được một cặp loa giá tốt thì mình sẽ bán giá tốt cho quý vị và các bạn.